Em xin kính chào tất cả các bác. Nay dân họ lại mang xuống cho em. Cái này là gỗ lũa các bác nhé. Đây là phần lõi của cái gốc cây này. Đó là phần lõi của gốc cây. Những cái gỗ mà ở bên ngoài, gỗ mềm ở bên ngoài ấy, nó mục hết rồi. Còn lại cái lõi này. Nên là cái này nó rất bền. Rất là bền và rất là cứng. Cái này thì các bác có thể mang về ghép lan thân thòng này. Những cái dòng lan thân thòng hoặc là những cái dòng dáng hương thì rất là đẹp. Tại vì cái này nó hình dáng, hình thù thì không giống nhau. Rất là nhiều kiểu dáng, cho nên các bác mang về là về ghép và treo lên ấy, thì nhìn nó rất là độc đáo và nhìn nó rất là có tính thẩm mỹ rất là cao. Cái này các bác mang về nhé, các bác có thể đóng đinh treo lên hoặc là móc treo lên này. Nếu mà các bác nhà các bác có máy khoan ấy, các bác khoan một lỗ rồi mình để móc vào rồi mình treo cũng được. Đây. Cái này em bán là 10.000 một cân các bác nhé. 10.000 ạ. Cái này em bán theo cân ạ. Mỗi cái khúc của nó nặng tầm từ 2 đến 3 cân. Đấy, khúc nhỏ nhỏ thôi. Rất là vừa tầm luôn. Nó không nặng quá mà cũng không nhẹ quá. Đây. Những cái này thì phù hợp với những cái bác, phù hợp với các bác mà có cái vườn nhỏ nhỏ mà mình sưu tầm, những cái trồng sưu tầm trầm chơi ấy, thì các bác ghép cái này thì nhìn rất là đẹp và vườn của các bác thì nhìn rất là đẹp luôn. Cái này là gỗ lũa các bác nhé, rất là bền luôn, cái này ghép rất bền. Mà những cái dòng lan thân thòng dáng hương thì nó lại rất thích gỗ. Rễ của nó bám gỗ rất là tốt. Đây, cái này em bán là 10.000 các bác nhé. Các bác nào mà yêu thích mà các bác muốn mang sưu tầm mang về để trồng, để ghép lan cho vườn các bác ấy, các bác liên hệ với em nhé. Số điện thoại là 0349622078. Đây, ngoài gỗ lũa ra thì những cái nếu mà các bác có thể trồng bằng vỏ thông cũng được. Trồng bằng vỏ thông này, nhà em cũng luôn sẵn có vỏ thông này, bảng dớn này, trụ dớn này, dớn vụn, dớn cọng. Tất cả em nói chung là những cái vật tư về hoa lan em có gần như là đầy đủ các bác nhé. Các bác cần cái gì các bác có thể liên hệ với em. Em xin cảm ơn các bác ạ.